Anh ấy nhặt như nhặt đá luôn. Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã đến với kênh của Huấn Vi Tổng Hợp. Hôm nay là trời rất là nắng, vào ban trưa mùa hè luôn. Hôm nay hai anh em mình quyết định đi khe. Anh em mình có hai máy nha. Máy bên kia nha. Còn đây là vũng nước. Anh em mình sẽ dùng hai cái máy để hút nước cái vũng này. Đấy. Giờ là 11 giờ nhá. 11 giờ trưa. Hai anh em mình sẽ hút xem là để bao nhiêu giờ là nó sẽ cạn cái vũng này. Vũng này rất là dài mọi người ạ. Nó dài khoảng mấy trăm mét này nhỉ? Trăm mét không? Dài tầm trăm mét mọi người. Đây là đầu nguồn nhá. Đây là đầu nguồn. Đây là máy đặt đây. Vũng nó rất là dài. Giờ mình sẽ đi một vòng, quay một vòng cho mọi người xem. Đây đường hơi rộng. Trên đoạn này là nó nông thôi, chỉ là đoạn ở cái chỗ máy mình hút ấy là nó sâu. Đường rộng quá. Vẫn chưa đến đuôi vũng nha. Ui giời. Dạ. Đây lên rất là xa mọi người. Rất xa luôn. Không có đường đi luôn. Đây cái đuôi của nó nhỏ nhỏ lên đây mọi người. Lên kia còn lên kia một đoạn nữa. Rộng quá mình không đi được hết. Ôi ốc đầy đấy không nhặt à? Trong bụi như đời. Cái sấy đó. Có mà. Cứ sáng trăng là có chứ. Trong thời gian 3 giờ thì mới cạn được một ngày. 1 giờ nữa. 1 giờ là xong cái này rồi. Cái này chứ, cái này 80% rồi. 80% rồi. Nước được 80%.
mất dài. Đã bảo từ nhà chú đến nhà bếp Hà đã đang xây, mới xây cơ mà dài. Thế mà 50 mét. Em ước tầm 100 mét với 100 mét nhỉ. Dài rồi. Trên đây là đi 6 luôn. Đâu cũng ở trên đây, nước rồi nó được. Ăn tươi cũng vậy đó. Đây ốc đây mọi người. Nhiều ốc lắm. Đây anh em mình là đắp qua đây nhá. Một cái này gọi là 1/10 của cái vũng này thôi. Em một đắp một phần này thôi. Anh em mình hút cái vũng đầu nguồn trước. Bây giờ là anh chị em đang nhặt ốc nha. Rất chi là nhiều ốc luôn. Có ốc anh Khơm ơi. Đây là hai anh thanh niên đang nhặt ốc nhá. Đây ốc rất chi là nhiều này. Chào em nhá. Ôi nhiều thế nhỉ. Anh Tôm anh chào khán giả cái nào. Chào các bạn nhá. Mình đang nhặt ốc. Đấy, anh Mạnh anh này năng nhặt để chặt bị đây anh Mạnh rất chi là chịu khó này. Ôi giời một đùm ốc to tướng. Ốc tướng rồi. Nhà ốc nha mọi người nha. Quá nhiều luôn. Quả ốc to đấy. Anh ấy nhặt như nhặt đá luôn. Nước này chắc tầm bằng eo đấy nhỉ. Không bằng nữa đâu. Quá nhiều ốc. Đây. Nhiều thế nhỉ? Nhiều. Này ốc này mọi người à. Ốc to này. Ốc to, ngon, nhiều luôn. Con này béo lắm đấy. Bát này về là vợ khen rồi. Vậy là trong vòng 5 giờ là anh em mình đã tắt cạn nhá. Rồi 5 giờ xong. Nhá, đây vừa xong đây. Bốn giờ có bên đây cho
Đây cá đây mọi người. Anh ơi, đây một con đây. Rồi là anh em mình đã hút cạn xong vũng đầu nguồn nhá. Còn cái đuôi còn chưa bắt được. Còn vũng giữa, vũng đuôi nữa còn nhiều lắm. Chưa thấy được. Đây đây, thành quả của anh em mình đây. Ghê nguồn rồi. Đấy, cá ốc nhá. Trong này xin được nguồn đi. Đây. Đây là thành quả nhá. Trong vòng 5 tiếng đồng hồ. Đấy. Hiện tại là bây giờ là đã cạn hết nước rồi. Cá táng đầy chưa? Quên. Cá châu Phi rất là to mọi người. Và ngăn đầu nguồn là anh em đã cạn nhá. Đây là ngăn thứ hai nhá, anh em đang chuẩn bị là bơm. Đây ngăn thứ hai anh em mình đang hút đây, tiếp tục hút đây. Nhiều cá không hai chị ơi? Nhiều cá không chị? Nhiều cá thế nhỉ? Lưng xô rồi mọi người. Nhiều ốc như chục cân đi ấy. Là riêng chỗ này.